Ngày 12 tháng 3, tại trung tâm hội nghị của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2020 đến năm 2025. Tham dự và trực tiếp chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Hà Văn Ca, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tập thể lãnh đạo các cơ quan ban ngành Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của huyện, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn. Ở xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy khẳng định việc thực hiện triển khai rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhằm rà soát bổ sung những cán bộ có triển vọng đưa vào quy hoạch. Đây là tiền đề bước triển khai quan trọng trong việc xây dựng phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, từng bước chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh cơ cấu cán bộ hợp lý phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan đơn vị. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm khách quan, nghiên cứu xem xét lựa chọn nhân sự giới thiệu vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn. Việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhằm phát hiện nguồn nhân sự mới có đức, có tài và triển vọng về khả năng lãnh đạo quản lý, từ đó có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của huyện. Đây là công việc rất quan trọng và phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, vừa đề cao trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo huyện trong việc phát hiện nguồn nhân sự mới để đưa vào quy hoạch. Tại hội nghị, các đại biểu đã được Ban Tổ chức Huyện ủy thông qua kế hoạch rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, hướng dẫn các bước cũng như quy trình rà soát. Theo đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các phòng ban, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xây dựng kế hoạch của đơn vị mình và tổ chức thực hiện hoàn thành, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy qua Ban Tổ chức Huyện ủy trước ngày 15 tháng 4 năm 2019, cấp huyện hoàn thành trước ngày 10 tháng 5 năm 2019.